Nghệ sĩ ưu tú Phú Quý trải lòng về cuộc hôn nhân với bà xã kém 22 tuổi. Hơn 12 năm qua, nghệ sĩ hài Phú Quý sống cuộc đời êm ấm bên bà xã kém tuổi. Ở tuổi U80, mối tình thần tượng, người hâm mộ của ông vẫn viên mãn như ngày nào khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chương trình Giải mã tri kỷ Trình làng tập 134 với sự tham gia của vợ chồng nghệ sĩ ưu tú Phú Quý. Tại đây, nam diễn viên gạo cội có dịp tiết lộ về đời sống hôn nhân của người vợ kém tuổi Hoàng Diệu. Dù chênh lệch tuổi tác nhưng cả hai luôn cố gắng vun vén tổ ấm. Được biết, bà xã của nam danh hài không phải là người trong giới nghệ thuật. Bà vốn là người hâm mộ của nghệ sĩ Phú Quý. Cả hai người có cơ duyên quen biết và dần nảy sinh tình cảm. Từ một fan lâu năm, bà về cùng một nhà, nâng khăn sửa túi cho thần tượng. Tính đến hiện tại, cả hai đã có cuộc hôn nhân bền chặt hơn 12 năm. Bà thường xuyên đồng hành, ủng hộ chồng trong cuộc sống lẫn công việc. Tiết lộ về tính cách con xã, bà Hoàng Diệu bộc bạch: anh Quý đối xử với tôi rất tốt, lãng mạn. Tôi còn nhớ lần anh chở tôi đi chơi, thì trời mưa nặng hạt. Sau khi đi thì anh ấy đột ngột dừng xe, mở cửa xe chạy ra ngoài, lấy hai tay che đầu. Sau đó anh trở về ôm một bó hoa hồng rất lớn tặng cho tôi. Đó là ngày 8 tháng 3, tôi không bao giờ quên. Về phía nghệ sĩ Phú Quý, ông cũng bày tỏ sự may mắn khi gặp được bà xã hiện tại. Nam danh hài cho biết mình mang ơn về sự chăm sóc, yêu thương hết mực của Hoàng Diệu. Ông kể, mấy em đồng nghiệp đi quay với tôi hay nói tôi may mắn quá vì họ không có ai lo lắng, chăm sóc hết. Còn tôi thì luôn luôn có một người phụ nữ bên cạnh. Cô ấy luôn tự nguyện đi heo lo cho tôi chứ không ai ép cả. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng dành lời cảm ơn đến bà xã. Dù là ngày sinh nhật hay những ngày đặc biệt, vợ đều tặng quà với làm bánh cho tôi. Điều đó rất đặc biệt. Tôi cảm ơn và rất xúc động trước tình cảm của bà xã. Đó là sự đồng hành, tận tâm, không bao giờ bỏ quên những sự kiện vui buồn trong cuộc sống của tôi. Nhất là khi con đường nghệ thuật của tôi quá chông gai. Đặc biệt, những lúc vợ chồng mâu thuẫn, Phú Quý thường mua tặng vợ ngỏ lời xin lỗi trước để giữ lửa gia đình. Tại chương trình, nghệ sĩ Phú Quý khiến MC Lưu Hà Trinh bất ngờ khi tiết lộ tài sản lớn nhất của ông, bên cạnh danh tiếng và sự nghiệp, chính là bà xã. Ông cũng tâm sự rằng ở tuổi xế chiều, mình rất sợ cô đơn. Điều mong mỏi nhất là tìm được một người hiểu mình, không hờn hận và hồng cảm cho sự trẻ con của ông, vì luôn muốn giữ sự hài hước, bông đùa trong cuộc sống lạc quan. Cuối chương trình, nam danh hài khiến khán giả xúc động khi nhắn gửi bà xã. Ông nói, em luôn mang lại niềm tin cho anh dù chúng ta trải qua đoạn đường khá dài. Có những lúc đầy kỷ niệm nhưng cũng có lúc giận hơn. Tưởng mình tan vỡ vì không nhìn mặt nhau. Hôm nay chúng ta đã tự kiểm điểm lại bản thân, tự kiểm điểm trái tim mình. Trong khói óc của anh luôn nhìn em bằng đôi mắt chân thực nhất. Anh luôn luôn thương em.